Xin chào mọi người, đang trên tọa mọi người này, vừa xong việc. Hôm qua có một bạn nói mình là thấy mình cứ bảo thế này bảo thế kia mà chưa thấy là tòa. Đúng, hôm nay có cái phiên xong, vừa xong 10:30 này mọi người. Đây mình sẽ quay mặt kia lại, bên kia đang còn có phiên xử này mọi người. Xong phiên của mình rồi thì đi về thôi, thì là phiên của người ta đấy. Lên trên này thì đâu có được quay phim chụp ảnh đâu mọi người, ra ngoài này thì thoải mái mọi người quay đấy. Đây là thông báo lịch xét xử này, quá trời luôn. Ra ngoài thì các bạn thích quay gì thì quay thôi, còn ở trong kia thì quay là đâu có được quay đâu mọi người, có nội quy hết mà. Thế mà các bạn gì ấy, bạn bảo là mình phải quay video đang xử án rồi, video bào chữa này nọ, vớ vẩn này. Đấy, chỉ ngang thế thôi. Thôi, chào các bạn nhé, đi về đó, cơm. Đang trên đường đi về nhé mọi người. Đi xe máy thôi. Đấy, lên trên tòa thì phải ăn mặc lịch sự thế này. Đó, nhá. Áo trắng, áo vest cất rồi, còn mới áo trắng thôi. Hôm qua có cái bạn gì Đức Cường, cái bạn bảo tôi là tôi chém gió này này nọ này, bảo tôi là tôi bốc phét, bảo tôi là kết nạp đảng ở trường, ở đâu ra phải người giỏi lắm mới kết nạp đảng ở trường đấy. Tôi kết nạp đảng ở trường đấy bạn, chắc là tôi giỏi lắm nhỉ. Đấy, bạn Đức Cường đấy, hôm qua tôi đã có show cho bạn coi, chắc là bạn lại tưởng tôi làm giấy tờ giả quá. Rồi bạn ấy bảo tôi làm cái giấy mời của công an là giả luôn đấy, bạn kiện giùm tôi các bạn ơi. Thật sự là tôi nhiều khi tôi cũng không hiểu là các bạn đang nghĩ cái gì. À, người ta có thì người ta nói để thiên hạ biết. Giống như câu chuyện là bạn đi xin việc thôi, bạn đi xin việc mà bạn lên bạn giới thiệu bản thân để làm cái gì? Các bạn, tôi lưu ý các bạn đi xin việc, các bạn phải show mình ra, tôi có năng lực này năng lực kia, nhá. Còn đây tôi thực sự là để cho các bạn phải tìm hiểu về tôi cho nhiều thì tôi show cho các bạn coi để các bạn biết được là tôi đang làm gì, ở đâu, đã từng kinh qua những cái nhiệm vụ gì, đã từng học ở những cái trường nào, ra sao, vân vân và vân vân. Cái đằng này đưa lên nó bảo mình bốc phép. Thế còn đi tố mình cái tội làm giả giấy tờ với con dấu của cơ quan tổ chức nữa. Nếu mà mình làm giả thì mình bị bế lâu rồi bạn ạ. Còn bạn còn đi chỉ trích bôi nhọ những cái gì mà công an đang làm thì bạn cẩn thận đấy, bạn Đức Cường ạ. Đấy, tôi cho bạn coi sơ sơ như thế thôi. Thế còn bạn mà coi kỹ nữa thì bạn lại nể tôi, thì thần tượng tôi, tội tôi lắm, rất mệt. Không, còn tôi làm cái gì phải đúng pháp luật, không bị lệch ở đâu cả. Chứ còn không đúng thì xin lỗi luôn, cứ vào trong kia mà ngồi. Đấy, còn tôi sẽ dừng cái chuyện này ngang đây, tôi không cần phải xô lên xô xuống làm gì cả. Bản thân tôi làm gì tôi biết, tôi có cái gì tôi cũng biết, tôi chả cần phải bốc phét với ai hết. Bạn thích thì bạn cứ vào Đắk Lắk mà gặp tôi. Còn bạn lên bạn ngồi chém gió như thật mà nói toàn nói sai thôi thì chỉ thể hiện cái ngu dốt của bạn thôi, bạn hiểu không? Bạn Đức Cường, bạn chỉ thể hiện cái ngu dốt của bạn thôi. Bạn nói một cái gì bạn phải có cơ sở, căn cứ. Bạn muốn nói tôi làm sai, ít ra bạn cũng phải gọi xuống công an tỉnh Đắk Lắk để xác minh điều tra xem là nó có đúng hay không. Đằng này bạn lên bạn coi xong rồi, bạn lên bạn nói vớ vẩn. Ít nhất tôi bảo tôi có bằng này bằng kia, bạn cứ gọi sang các trường đại học bạn hỏi xem có hay không đấy chứ. Rồi tôi có kết nạp đảng ở trường hay không thì bạn đi liên hệ chi bộ đảng, đảng ủy trường ấy, bạn xem có không. Bạn không thì bạn liên hệ luôn cái đảng ủy khối cơ quan của tỉnh tôi này. Bạn gọi về đảng ủy khối cơ quan tỉnh Đắk Lắk đây này, ở trên đường Lê Duẩn đấy. Bạn gọi xuống xem là tôi Triệu Quang Hùng trước đây kết nạp đảng năm bao nhiêu, năm 29 hay là 20, kết nạp đảng ở đâu, nguồn gốc ra sao đấy đấy. Bạn xuống đây mà điều tra lý lịch của tôi, thấy chưa? Nhưng mà ở đây tôi cũng không muốn chém gió, chém mây, chém mưa ở đây để làm gì, chẳng qua tôi thấy bạn nói tôi ghét quá. Còn hiện tại việc tôi làm không hết, tôi nói thật luôn, việc nhiều lắm. Sáng tôi đi, chiều tôi đi, thấy không? Còn lúc nào rảnh tôi ở nhà, thường hiện tại các bạn gọi đến cho tôi ấy, thì các bạn sẽ gặp các bạn nhân viên của tôi trước. Các bạn nhân viên của tôi sẽ thu thập thông tin, sau đấy là sẽ, nếu mà xử lý không được thì các bạn sẽ là gửi cho tôi. Hiện tại tôi cũng thấy một cái điều rất là vui là hiện tại là có rất là nhiều bạn vừa là thực tập sinh, vừa là đang học lớp luật sư. Có nhiều bạn đang học năm 2, năm 3, nói là muốn theo anh Hùng để học nghề. Ok, Hùng nhận nhá. Đấy,
Thì ví dụ như sáng nay có cái bạn Lê Thuyết đấy, hôm qua live stream bạn có xin số tôi cho nó cho. Sáng nay tôi có liên hệ với bạn Lê Thuyết. Thấy bạn này rất là ok. Đầu tiên là tôi đánh giá về cái ngoại hình trước, ngoại hình sáng lạ, mặt mày thì ok, nhìn sáng tươi. Rồi có tinh thần là muốn giúp người nghèo, tôi nhận. Chứ bạn lên tôi để học nghề xong rồi đi kiếm tiền thì các bạn phải trả phí. Còn học nghề thì giúp đời, xin lỗi tôi giúp các bạn, không lấy một đồng nào hết. Và bây giờ không biết các bạn nào gọi điện thoại cho tôi. Tôi đang trên đường đi thế này. Các bạn, tôi cho các bạn thấy được cái con đường mà tôi đi hàng ngày nha. Bạn nào có nhận ra đây là đường gì không ạ? Đấy, tôi cứ đi tà tà này thôi. Cuộc đời mà cần gì xe hơi. Nhưng đường nó hơi vất vả tí. Đấy, đây này, bạn thấy không? Đường rất là vất vả. Đi trời nắng chang chang giữa trưa nên là tay tôi đen lắm này. Tôi có đeo khẩu trang đâu, đúng không? Các bạn thấy không? Quên, tôi có đeo bao tay đâu. Đấy, đây đường này, các bạn thấy không? Đường này rất khó, xe cộ này. Rất là khó đi một tay nữa. Hôm nay tôi đi, tôi live stream cái cảnh mà tôi đi làm hàng ngày cho các bạn coi. Sáng tôi đi đâu và trưa tôi đi đâu về. Đấy ạ, để cho các bạn coi. Và bây giờ tôi, các bạn biết là tôi đi đâu nữa không ạ? Bây giờ tôi sẽ tạt qua chợ. Giờ chưa đến chợ đâu, tôi không đi. Tôi sẽ phải tạt qua chợ, mua đồ ăn. Rồi về nhà có người nấu cơm rồi. Chỉ cần nấu ăn lên thôi. Nấu thức ăn lên là ăn để chiều còn đi làm. Để giữ gìn sức khỏe. Tối qua, xin lỗi các bạn, tối qua tôi lên tôi live stream ấy, nói 4-5 tiếng. Nói chung tối qua tôi nói nhiều nên là sáng nay khan cổ một chút. Tuy nhiên không sao, vẫn đủ sức để nói chuyện, không? Khan cổ một tí thôi. Còn nhiều bạn bảo là ơi anh phải vô trong tòa, anh quay phim hết cả cái phiên tòa, xin lỗi luôn, bố tôi cũng không làm được, bạn lên mà làm. Xin lỗi luôn này. Chỉ có những cái phiên tòa lưu động hoặc là những cái phiên tòa mà có thể là cho VTV hoặc là cái đài báo đài rồi bên truyền hình họ vô họ quay, bởi vì cái vụ đó là như thế nào đấy thì mới được, đúng không? Tôi không muốn nói sâu nói rộng. Các bạn chả biết cái gì ấy. Có nhiều bạn lên hỏi tôi, bảo tôi kiến thức mỏng rồi không biết gì. Sau khi nghe một hồi thì thấy cuốn gói luôn, đi luôn. Thì hỏi tôi bốn cái câu gì hôm qua, có cái thằng cha gì Minh Ý Minh Trí nó hỏi tôi, nó thật sự. Bạn càng hỏi bạn chỉ càng thể hiện được cái sự ngu ngốc của bạn thôi. Trước khi bạn hỏi tôi thì bạn phải giỏi hơn tôi cái đã. Thấy chưa? Còn không thì bạn cứ phải dựa cột mà nghe. Đèn đỏ. Đó, đây, tôi nói này, đây là đèn đỏ đúng không? Đấy, đèn đỏ đây. Đấy. Đây là tham gia giao thông đấy, thì tôi không vượt đèn đỏ. Tôi bật còi xin nhan này. Đấy, xin đường này. Đấy, bà vượt đúng không? Tôi đi thế này thì bố ai bắt tôi được. Nên là tôi chả cần phải làm cái gì với cái mảng giao thông ấy. Cứ đúng đường mà làm, cứ đúng luật mà đi. Đấy, đi này, tôi chuẩn bị qua chợ. Tắp xi nhan bằng chân này, thấy chưa? Thế này, bây giờ đi qua chợ xem có cái gì để mua về nấu này. Đấy, chợ. Cuộc sống nó vất vả lắm chứ các bạn tưởng. Các bạn tưởng tôi sướng lắm mà. Tôi hôm nay tôi cho các bạn qua một ngày đi làm của tôi, một buổi đi làm thôi. Sáng lên tòa, đói. Trưa đi về, ăn uống, ngủ nghỉ, một chút xử lý công việc, rồi chiếu lại lên trên đấy. Không có việc gì thì ở nhà xử lý giúp các bạn. Tôi đang còn nợ một vài người những cái vụ án thì vào lễ tôi sẽ ở nhà tôi xử lý hết. Để xem là ăn cái gì, không biết ăn cái gì. Đi ra chợ thì bây giờ trưa rồi, hết chợ. Bây giờ hết chợ rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, chợ dọn rồi. Trưa nay thì không biết ăn cái gì nữa rồi. Tôi đi kiếm cái gì ăn. Chết. Căng quá. Căng thật đấy. Ô chợ ơi là chợ. Chợ dọn hết rồi. Xem vào bán thịt đâu rồi. Đi ra mua thịt. Mua thịt để nấu. Còn xương không cô? Còn xương đúng không? Xương gì đây? Xương ống không? Có. Đâu? À không không, xương sườn đâu. Xương sườn thì không có. Ê, bảo các loại xương, thì xương gì về nhà? Chỉ có xương ống, xương chỉ à, đây xương đấy phải nấu với cái gì cô? Hầm khoai tây, cà rốt, rồi bí đỏ, bí xanh, cái gì cũng được hết. Cháu muốn về để kho cơ. Kho, giờ chỉ có xương cốt lết. Đâu? Đấy, phải nấu thế nào nhỉ? Chết thật đấy chứ. Đấy, cái này là nó mềm đấy chứ, còn cháu còn sườn, giờ thì sườn que, giờ thì ở chỗ này chỗ nào bán đậu khuôn cô nhỉ? Sườn bày. Chỗ này chỗ nào bán cà đắng không cô? Đậu khuôn đây. Chỗ này có cà đắng không?
Trinh ơi, có cà đắng không? Có cà đắng không chị? Chị ơi. Cô Trinh ơi. Có cà đắng không? Có cà đắng không? Đi. Rồi, có đậu cua không? Có. Đi. Có. Hả? Đậu cua gì? Đậu cua trắng à? Nó còn tí vậy? Hai miếng. Hai miếng à? Được rồi, giờ phải nấu với thịt nhỉ? Lấy ba chỉ đi, về. Ăn một người thôi. Nói cho hai người. Lấy ba chỉ về để kho cuốn đậu. Lấy ba chỉ á, ba chỉ. Ba chỉ mà. Đây. Ôi, ba cắt... chỉ này nạc, còn ba, có ba chỉ mơ mỡ đây, thích ăn kiểu gì thì có kiểu ôi, đó. Ôi. Đâu ba chỉ mơ mỡ đâu? Chết thật đấy. Giờ đi thì giờ nó chỉ có vậy đấy. Rồi, cắt cái đầu trên đi kìa, không lấy đầu dưới đâu. À, cắt phía trên đấy được không? À, bao nhiêu tiền một lạng đấy chứ? Vợ bảo trả giá. Mấy? 14 ngàn. 14 ngàn. Cô chỉ tay đi. Lên tí nữa. Rồi, lấy cái phần trên đầu ấy. Vâng. Bao tiền lấy hết. Đầu đầu quá cô. Cô bán đây bao nhiêu năm rồi? 5 đến 6 năm rồi á, trước cô bán chợ nào? Bán ở chợ này không? À thế à? Rồi 20 ngàn. 20 ngàn, khuôn đậu bao nhiêu? 5.000. 5.000 đúng không, dâu sống? Cắt luôn à? Không, à mà cắt xong về rửa được không? Được. Đây đây. Thái mỏng thôi. Một cây nhá. Ôi rồi. Rồi, để cắt thế nào. Một cây gì cô trộn lại các cái loại rau lại. Bây giờ về kho với khuôn đậu à? Trời ơi. Đi, nấu. Đi muộn một hồ cho to. Ôi, cháu mới trên tòa về. Mua vài trăm đi mua cái chợ. Ơi, bình thường cháu mua hết chợ luôn ấy. Mua bà, có biết cháu là ai không? Cái trò cho cô ấy là được. Cháu tên là Hùng, Triệu Quang Hùng. Vâng, mai mốt có chuyện gì? Mai mốt có chuyện gì cần cứ gọi cho cháu nhá. À, thế hả? Vâng. Cháu là bên cái gì? Cháu bên luật. Vâng. Năm rồi. Cháu làm được 3 năm rồi. Từ 2018 đến giờ. Đấy à, trên tỉnh mình. 15.000 hết cả đó không? Vâng. Bao nhiêu? 15.000 hết cả đó không? Trời ơi. Đậu quân bao nhiêu? 5 cái thì 10 là 15. Trời ơi, lên 5.000 rau thôi, một người. Ai ăn này được? 5.000 bảo. 5.000 ai bảo. Ướp rau 10.000 lấy 5.000 thôi. 5.000 nó sống một vòng kia thì thôi chứ kia làm sao? Trời ơi, nhà thôi chỉ lấy 5.000 thôi, nhà không có tiền đâu, nhà nghèo lắm. Trời ơi, cô gõ lên mạng cháu toàn đi giúp người ta không? Cái này tiền này trong túi này. Có nhiêu đây này? Thịt bao nhiêu ấy? Thịt 20.000 thật. 20.000. Mình phải giấu đi chứ. Đấy. Vợ bắt đi chợ đấy. Bắt nhiều quá thì thôi chứ. 10.000 này. Xong bà 10.000. Bên này 20 đúng không? Trời ơi, thằng này khóc nhiều quá. Không phải khóc mà rõ ràng như thế. Đấy, các cô rảnh cứ lên mạng gõ Triệu Quang Hùng đi. Gọi để làm cái gì? Trời, gọi để mà biết chứ đi. Gọi để làm cái gì mà được. Bây giờ để đi mua thêm cái gì thế này. Cô còn cái gì bán không? Còn cái gì, còn thịt người. Có đâu, cô bán không? Đó. Cháu đi xuống kia đây. Được rồi. Mãi cho lại ghé. Cổ. Đi chợ đi các mọi người. Đâu hết đầu, trả giá nữa. Vợ cho ít tiền quá mà. Ôi giời ơi. Cá tôm á, rồi ôi. Hôm nay ăn chay. Ui đậu khuôn kìa. Đấy à, nay ăn chay. Mới mua thịt xong mới chết chứ. Rồi. Rồi ơi, hết chợ rồi. Hết chợ rồi. Ai cá kìa. Cá phải không? Một cá đi. Rồi cá cô ơi. Cá vàng kia bao tiền? Cá vàng là 6 ngàn lạng. 6 ngàn một lạng. Hai à. Cô cân thử 2 lạng xem được bao. 3 lạng. Rồi, à, chơi luôn. 20 đúng không? Rồi. Đây cá. Cá này hay là cá khuynh. Cô có bán riềng không? Cá. Riềng không? Về kho cá này ngon đấy. Cá này về nấu thế nào nhỉ? Con to to này này. Kho riềng được đấy. Nấu canh chua. Canh chua có ai bán đâu? Ai bán đồ bán canh chua nhỉ? Ai chưa hay trời. Bên kia đúng không? Rồi lấy một khoanh cá này đi, về nấu canh chua. Rồi. Nhanh rồi. Ôi trưa này chưa nghỉ à chị? Rồi, cô kia có khẩu trang VIP chưa?
Có mua khẩu trang đâu á chị gì ơi. Mua khẩu trang đâu VIP thế. Chị không thấy nóng à? Không. Rồi ôi. Lần đầu tiên em thấy cái khẩu trang vui thế này luôn. Con này nó thở được. Ôi lấy đi nào. Con này kia mấy? Trời mua nhiều thế. Bên kia bán canh chua đúng không? Rồi lấy cá đi. Chị bán cá em hỏi này, bán cá nó có bán luôn bộ lòng cá không? Có. Rồi thì thế vừa bán cá vừa cho bộ lòng cá rồi đó. Để em về em làm em ăn. Trời ơi nhanh nào. Trời ơi mấy giờ rồi? 11 giờ rồi. Cá đấy cá gì đấy chị? Em đâu mua cá đấy đâu. À thế à? Chết thật. Dạ dạ cứ làm đi, em đợi được. Hồi lát em vòng qua mệt lắm. Bây giờ em mua xong. Bà canh chua bên kia để đây đây đấy gì? À, được rồi. Thì qua mua đi là tới. Rồi là nóng ruột lắm, cắt đầu tay. Thôi, kệ đi. Gần xong rồi. Đi đây nâu là cho nó xong bên đấy, vòng qua vòng lại chống cả mặt. Ôi giời, có thời gian đâu mà lượn lờ. Hôm nay đi chợ về cho bạn nấu cơm. Trời ơi, đi chợ mua nhiều thế chị. Mua hết chợ luôn rồi. Cá này cá chấm hay cá chép đấy? Chấm. Em ăn một mình. Chị ơi, hai người thôi. Đúng rồi, hai người. Ở đây cái đấy cắt cho ai? Bà. Ôi dồi ơi, cắt nhiều thế. Bà lấy nữa nhá. Bà ăn ngàn tôm rồi. Nhiều thế nhỉ? Ăn không hết. Ôi nhiều quá ăn không hết, vứt tưởng chị ơi. Em lấy một nửa ấy thôi. Cắt ra một khoanh nhỏ để nấu canh thôi. Đây này, đằng này này.
Bao tiền chị? Hai chục. Hai chục. Gói vào đi chị. Hai chục tiền đây chị ơi. Cho vào cái bì cho em với. Đầu em tôi nha. Đầu tôi đi, hai chục. Anh em nha, em cắt đầu cho tôi nha. Cắt bỏ bỏ. Anh ơi. Lấy đi, lấy. Dạ, tiệt. Ok, cảm ơn. Đưa xuống đây cho anh đi, được. Đây 50 à? Đồ nấu canh chua. Chiêu. Tổn. Ôi, xem nó thì rồi luôn. Xin chào cô ạ. Cháu mua đồ về nấu canh chua với cá. Dạ. Ui. Lấy cái gì về nấu canh chua được là nó lấy thôi. Ôi, lấy ít thôi cô ơi. Lấy bao nhiêu à? Có 10 ngàn thôi. 10 ngàn thôi. Đầy đủ. À. Nhưng mà nó nhiều thế nhỉ? Cho cái này cái đống bắp cái bỏ cái canh thì có nhiều. Tôm này này. Cái chua này. Vâng. Giá này 10 ngàn thì không còn bỏ đậu đâu cho cháu cộng hành được. Giá không? Ít thôi cô ạ. Ngàn đúng không? Giờ thì còn 8.000 tiền lẻ. Đấy, biết này bảo cô lấy 8.000 tiền lẻ. Ở đây là có mày còn này. Đây là cô. Cảm ơn nha. Ai xong, đi về mọi người ơi. Xem nào, hôm nay là mua cái gì nhỉ? 20.000 thịt, 20.000 cá, 10.000 rau sống, 10.000 đúng rồi, 10.000 rau sống với khuôn đậu là hết 50.000, thêm 10.000 tiền gì nhỉ, tiền mua nấu canh chua 60.000, và trưa nay một bữa, tối nay một bữa, đến một ngày ăn hết 60.000 các bạn ạ. Sáng nay không chả ăn sáng nữa, hôm nay không ăn sáng, chỉ có ăn trưa với ăn tối thôi, mà trưa nấu xong ấy tối thì lại ăn lại. Đấy các bạn ạ, để lát nữa là mình sẽ trổ tài nấu nướng cho các bạn coi. Thật sự thì nói cho các bạn nó vui thôi, bảo là mua về là vợ nấu chứ thực ra có bạn cô bé nhân viên, cô bé thư ký cô ấy cắm cho cái nồi cơm ở nhà các bạn ạ. Còn bây giờ về là phải tự nấu, lát nữa Hùng nấu cho các bạn coi. Xin chào các bạn nha, Hùng mới đi chợ về, bây giờ là đến công tác nấu ăn các bạn ạ. Chỗ thì nói chung là hơi vất vả một chút. Đây là cái chỗ mà nấu canh chua này. Bây giờ rửa cái nấu canh chua trước. Chà. We'll be right back.
quả của ngày hôm nay: rau sống ngâm muối, cá chua ngon lành, đậu khuôn với lại thịt. Đậu khuôn là trên kho thịt gì đấy, cơm trắng. À, từng này món rồi mọi người. Chà, quá đã luôn. Đấy. Thế thôi mọi người nhé, ăn cơm đã. Chúc mọi người sức khỏe. Đấy. À, bữa trưa của Hùng thế này thôi. Đấy. Cái này khả năng trưa nay ăn không biết, tối ăn tiếp. Rồi, xin chào mọi người.